Fish, please, animal. Animals. Animal. Animals. Insect. Reptile. English, please. Insect. Insect. Reptile. Reptile. Number 10. House insects, English, please. Con bò. Thảo. Những con bò là động vật, những con bò không phải là côn trùng. English, please. Những con bò là động vật. House is animals. Sai. House đang là danh từ hay là số nhiều? Cows are animals. Những con bò không phải là côn trùng. Những con bò không phải là côn trùng. Côn trùng độc sao? Insect. Insects. Insect. Insects. Những con bò không phải là côn trùng. English, please. Những con bò không phải là côn trùng. Cows Yes, cow. are aren't isn't. Một là aren't, hai là isn't, chọn cái gì? Những con bò không phải là côn trùng. Nhân từ số nhiều dùng gì? Những con bò không phải là côn trùng. English, please. Cows aren't insects. 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 Yes. Mammals. Mammals. Động vật có thể sinh sản, có nghĩa là động vật có thể sinh sản. English, please. Mammal. 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 Động vật có thể, các những con bò là động vật sinh sản, và những con bò sẽ sống ở trên nông trại. Nông trại là gì trong tiếng Anh? Nông trại, what is the word in English? From Farm. Những con bò sống ở trên nông trại, và chúng nó là động vật có thể sinh sản. English. Những con bò sống ở trên nông trại. Sống. English, please. Live. Những con bò sống ở trên nông trại. cows live in the farm. No, ở trên là gì? Ở trên, that is on. Ở trong. In. Những con bò sống ở trên nông trại. English again, please. So, what is the sentence? Những con bò sống ở trên nông trại. Every Những con bò sống ở trên nông trại. cow live in the farm. Sống ở trên là gì trong tiếng Anh? Sống ở trong là gì? Sống ở trên, Cow please. live on the farm. Những con bò ăn cỏ, English, please. Ăn cỏ. Cỏ. Grass. Grass. Những con bò ăn cỏ, English, please. Những con bò ăn cỏ. Những con bò ăn cỏ. Cows eat grass. So, where do the cows live? Where do the cows live? Where do animals live? Where do animals live? Where do they live? Where do the animals live? Where do they live? Live, Vietnamese, sống. So, where do the animals live?
Where do they live? Do you know? Where do the cows live? People live inside their houses. So what about cows? Where do the cows live? Where do the cows live? Where do the cows live? Look at this question, please. Where do the cows live? Give me the Vietnamese meaning of this question. What does this question mean? What does it mean, Mia? Where do the cows live? The cows live in the farm. Wrong. We don't say the cows live in the farm. In the farm, no. Fix your sentence, please. Your sentence is wrong. Where do the cows live? We don't say in the farm. We should say what? What should we say? We don't say in the farm. We should say what? Vietnamese people say, ở trong nông trại. No, it means ở trên nông trại. So how do you say this in English? Where do the cows live? Give me the answer, please. Where do the cows live? Người Việt nói là sống ở trên nông trại, không ai nói sống ở trong nông trại hết. Ở trong nông trại không đúng, nhớ cái từ nông trại thì là mong, nhớ cái từ on the farm. So here, where do the cows live? Vietnamese, please. Where do the cows live? Answer the question, please. The cow live on the farm. What do the cows eat? If the cows are hungry, what do they eat? If the cows are hungry, what do they eat? What do the cows eat when they are hungry? What do the cows eat when they are hungry? When people are hungry, they will eat food. Yes. So what about people? What do people eat when they are hungry? What do people eat when they are hungry? What The do people eat? Answer me in a full sentence. Don't answer me in a short sentence. What do people eat when they are hungry? What do people eat? eat. Yes. What do people eat when they are hungry? What do people eat when they are hungry? People eat food when they're hungry. When they are hungry. What about thirsty? What do cows drink when they are 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 thirsty? What do they drink? What do cows drink when they are thirsty? So, did you know thirsty? Cows are thirsty. Cows feel thirsty. So, what do cows drink when they are thirsty? Drink. We have the word eat, and then we have a second word that is drink in English. So, what do cows drink when they are thirsty? What do cows drink when they are thirsty? Khi những chú bò khát nước, chúng nó sẽ uống nước. How do you say this in English? Khi những chú bò khát nước, chúng nó sẽ uống nước. Khi những chú bò khát nước nói như thế nào trong tiếng Anh? Chú bò gọi là cow trong tiếng Anh như vậy. Khi những chú bò khát nước. Mia, please. Thirsty. 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 Thirsty.
tea. Một lần nữa mà mất tập trung cho ao ra khỏi lớp, tắt ra khỏi học mai học ha. Thirsty. English please. Puff tea. Thirsty. Thirsty. Puff tea. Yeah. Khi những chú bò khát nước, chúng nó sẽ uống nước. English please. Khi những chú bò khát nước, chúng nó sẽ uống nước. When cows thirsty. No, thirsty is an adjective. Thirsty là tính từ. Đặt câu cho tính từ phải có cái gì? Khi nói trong tiếng Anh, một là hành động, hai là tính từ, thế thôi. Như vậy, khi những chú bò khát nước, English please. Khi những chú bò khát nước. Yeah, khi những chú bò khát nước. Lại bị lát mạng nữa rồi. Học mấy cái khi con người khát nước, họ sẽ uống nước. How do you say this in English, Mia? Khi con người khát nước, họ sẽ uống nước. Khi con người khát nước, họ sẽ uống nước. Không nghe gì hết, tao mệt quá. Khi con người khát nước, họ sẽ uống nước. Không nghe gì hết. Can't hear anything. Giờ mà nó bị lag mạnh. Very good, okay. And people also need to drink water. Very good, okay. So here, Mia. Mia, listen to me. Who gives birth to you, Mia? Who gives birth to you? Who gives birth to you? My mom gives birth to me. All right, so right now I'm gonna turn off the screen. Mình sẽ tắt cái mặt. Không cho coi cái gì ta. I'm not gonna show you the brain map anymore. I need to look at your face. All right, show me your face, please. Show me your face. I need to see your face. Okay, so right now I can see your face. Very good. Okay, so my question here is, who gives birth to you, Mia? Who gives birth to you? Who gives birth to you? My mom gave birth to me. And where do you live? Where do you live? Where do you live, Mia? In my sister's room. Oh, no. It's not. In my sister's room. Oh, okay. You stay in your sister's room. You live in Kinzang, right? I live in Kinzang. Live in Kinzang. I stay in my sister's room. Why don't you stay in your room, Mia? Why don't you stay in your room? Why don't you stay in your room? Because my internet in my room. My internet in my room is what? Something what? Cái internet ở trong phòng tôi nó có vấn đề. How do you say this in English here? Internet trong phòng tôi có vấn đề. Have a problem. Very good, okay. The internet in my room. The internet in my room has a problem. Very good. The internet in my room has a problem. So, okay, what about right now? What about right now? Right now. Right now, what are you wearing, Mia? Focus. Right now, what are you wearing? I am wearing a very long jacket. All right. So what are you wearing right now, Mia? What are you wearing? I'm wearing shirt and a jean. Oh, Mia, you say that I wearing shirt and jeans. No, that is not right. I wearing, no. Dang, am is a dang, verb in dang. So what are you wearing right now, Mia? What are you wearing right now? What are you wearing? I am wearing a shirt with jean. Very good. Okay, you say that you are wearing a shirt with jeans. Very good. And would you go somewhere after you study with me? Would you go somewhere after you study English with me? Will you go somewhere after you study English with me, Mia? Will you go somewhere after you study English with me? Will you go somewhere? Where will you go after you study English with me? Where will you go? Yes. You are thinking about that.
Where will you go, Mia? Where will you go? Where will you go, Mia? Okay, so here I'm gonna fix a little bit. All right, it's much better. It's much better. Mia, where will you go after you study English with me? Yes. Okay, mình sẽ gỡ ra tiếp tục nha. Cho ông ở đâu gỡ tiếp tục. Where will you go, Vietnamese Mia? Do you understand this question? Mia, look at the screen. Where will you go? Vietnamese, please, Mia. Vietnamese, where will you go? You are turning off your microphone, Mia. Turn on your microphone, please. Yes, very good. Bạn sẽ Very đi good. đâu sau khi học tôi? Very good, right? Very good. Right, and so where will you go? Where will you go, Mia? Where will you go after you study English with me? Fix my laptop. Very good. Okay, you say that you are gonna fix your laptop. Because my laptop have some problem. Very good because my laptop has some problems. Very good because my laptop has some problems. And this can't use to study English. My laptop can't use to study English, so I must to use my sister's laptop. Very good. Okay, perfect. All right. I can't believe that you can speak like this. Very good. Okay, so I'm feeling so good right now because finally you can speak something like this. All right. Và ở đây mình đang có cái từ sẽ where will you go? Lý do tại sao phải hỏi là will mà không hỏi là going to? Tại vì okay, first, I don't know that is your plan. And I am just a person who needs to make questions. I need to understand you, and I don't know anything about your plan, and that is the reason why I have to use will to ask you, right? Mình không biết được là cái người đó đi đâu và mình không biết đó là kế hoạch của người ta, thì lúc đó thì mình sẽ hỏi là where will you go? Where will you go? Còn bây giờ teacher là người hỏi nhưng mà teacher ở trong nhà em mà teacher biết được ok và teacher biết được là em đang có kế hoạch gì thì sẽ hỏi là where are you going? Alright, khi mà mình có một cái lý do cụ thể, mình biết trước là cái máy tính của bé này đã hư và bé đó sẽ sử dụng cái máy, sẽ đi tới một cái cửa hàng để sửa máy tính, thì người ta sẽ nói rằng là oh, today I know that your computer has some problems. I know that you are going to go to the computer shop, okay, to fix your laptop. Khi mà mình biết sẵn cái lý do mà cái bé này, okay, và biết sẵn lý do Mia đó, gọi là bé đó. Mia bị hư máy tính và Mia sẽ đi sửa máy tính, thì người ta sẽ không dùng từ sẽ, người ta dùng going to, tại vì cái bằng chứng và chứng cứ là câu đầu tiên là có sẵn rồi, đúng không? Đó là như vậy. Ok, very good Mia. Bây giờ cho em nhìn cái biểu đồ một chút xíu nhé, tầm vòng 1 phút nhé, và mình sẽ tắt cái biểu đồ đi và mình sẽ hỏi em rất là nhiều nhé. Please take a good look at the brand map before I turn off the brand map. Okay.
Okay, so let's go, Mia. Okay, so here. Rồi bây giờ em cần thêm 15 phút nữa để bù cho cái thời gian mà hồi nãy ấy. Em vào trễ em biết không biết em đi đâu ấy. Mình phải bù thôi. Phải bù nhé. Đủ số tiết mới ra được cái sự thực hành nhé. Bắt đầu chạy biểu đồ tư duy nhé. So, let's go, Mia. Ok, mình sẽ lấy cái thực tế này mình áp vô cuộc sống này, à, cái bài học này. Khi bạn muốn làm bất cứ thứ gì trong cuộc sống, bạn cần có bằng chứng. Bằng chứng là gì, Mia? Bằng chứng thì ở đây mình sẽ dùng từ Mia, please. Evidence. Evidence. Cái từ này mà em nắm bắt ngon vậy. Very good. Mia, please. Evidence. 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 Very good, okay. Bạn cần có bằng chứng khi bạn nói về một cái gì đó trong cuộc sống. Nói về một cái gì đó. Một cái gì đó là gì nha? Một cái gì đó. Something. 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 Very good. Bạn cần có bằng chứng khi bạn nói về một cái gì đó trong cuộc sống. Mia, English. You must have even Ok, Mia đợi xíu để mình giúp cho Mia pronunciation nhé. Let's go, Mia. evidence. 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 Very good. Bạn cần có bằng chứng khi bạn nói về một cái gì đó trong cuộc sống. English, please, Mia. Bạn cần có bằng chứng khi bạn nói về một cái gì đó trong cuộc sống. How do you say this in English, Mia? Bạn cần có bằng chứng. You must have No, evidence, Mia. Bây giờ mình tập cho con để nhớ nè, Mia. Evi, Mia, Mia, look, look at me, okay? Evi, Evi, evidence, Mia, please. every evidence All right, dance, dance, evidence. done evidence. All right, evidence, evidence, evidence. Evidence, evidence, evidence. Evidence, evidence, evidence. Evidence. All right. Bạn cần có bằng chứng nếu bạn muốn nói về một cái gì đó trong cuộc sống. How do you say this in English, Mia? Bạn cần có bằng chứng nếu bạn muốn nói về một cái gì đó trong cuộc sống. Must have evidence, something to No, wait, wait, wait. Bạn, nếu bạn muốn nói về một cái gì đó trong cuộc sống, nói về là gì Mia? Nói về cái gì đó. Talk, talk what? Oh, one từ này, you forget this word. Yeah, nếu bạn muốn nói về một cái gì đó trong cuộc sống, how do you say this in English, Mia?
If you want to Ồ, em đang bị quên cái something. bút này. Ok, bây giờ mình gỡ nha, không sao nhé, không sao. Bây giờ bắt đầu mình gỡ nha. Mia, nói chuyện với ai? Talk to bằng với talk with nha. Còn đây là nói chuyện với ai, còn về cái gì đó được gọi là talk about phần tiếng Anh. Let's start. Tôi nói chuyện với bạn, về bài học. Bài học là gì Mia? Lesson. Lesson, right? Mia, please. Tôi nói chuyện với bạn về bài học. How do you say this in English, Mia? Tôi nói chuyện với bạn về bài học. I talk about with No, Mia. Nói chuyện với là gì? Từ với là gì? Từ về là gì? Nó sẽ cân giữa tiếng Việt và tiếng Anh, không khác gì nhau đâu. Với là with, đúng không? Và about được gọi là về trong tiếng Anh. Như vậy, tôi nói chuyện với bạn về việc học. How do you say this in English, Mia? Tôi nói chuyện với bạn về việc học. I talk about with Tôi nói chuyện với bạn Mia. The first sentence. Em đuối quá, em đang mệt rồi đó. Em mệt, em mất tập trung rồi đó. Tôi nói chuyện với bạn là gì Mia? Sắp xong rồi. Tôi nói chuyện với bạn. I talk Không. about Nói chuyện với, từ với là gì Mia? Mệt quá là đuối rồi đó. Bây giờ hỏi nè. Từ với là gì Mia? Với trong tiếng Anh là gì? with Chính xác. Về nội dung gì đó là gì trong tiếng Anh? about Chính xác. Như vậy nói chuyện với là gì trong tiếng Anh Mia? Nói chuyện với. talk with you about listen. Very good. Okay. But here, mình sẽ chỉnh lại cái phát âm nha. Mia, please talk. 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 Very good. All right. Okay. So here, please. Tôi nói chuyện với bạn về bài học. Tôi không nói chuyện với bạn về công việc. How do you say this in English, Mia? Tôi nói chuyện với bạn về bài học. Tôi không nói chuyện với bạn về công việc. English, please. I talk No, with take hay là talk, Mia. I talk with you about listen. Very good. I am talking with you, okay, about the lesson. Okay, so here. Alright. Tôi nói chuyện với bạn về những cái vấn đề trong bài học, và tôi không nói chuyện với bạn về những cái vấn đề trong cuộc sống. How do you say this in English, Mia? Tôi nói chuyện với bạn về những cái vấn đề trong việc học. I talk with you problem. Yes. Problem. Trong việc học là gì Mia? Trong việc học. Lessons. Đó. Việc học nó khác với bài học trong tiếng Anh. Bài học lesson, hôm trước đây Mia học cái từ việc học rồi đấy. Học là gì trong tiếng Anh Mia? Học. Study, right? Việc học. Studying, chính xác. Như vậy tôi nói chuyện với bạn về những cái vấn đề trong việc học. Tôi không nói chuyện với bạn về những cái vấn đề trong công việc. Mình ráp từ từ nha. Tôi nói chuyện với bạn về những cái vấn đề trong việc học. English, please, please. I talk with you about problem in studying. Very good. I talk with you about the problems in study. In studying, right? In studying, tôi không nói chuyện với bạn về những vấn đề trong công việc. How do you say this in English, Mia? Tôi không nói chuyện với bạn về những vấn đề trong công việc. Câu nó càng dài thì não nó sẽ càng càng khó chịu nha. Tại cái não của mình khi mà mình phản xạ ngôn ngữ ấy, nếu mà câu dài là cái não của mình nó chạy dữ lắm đó nha. Cho nên thì nó hơi mệt thôi, nhưng mà con cái nó tốt là ngày hôm nay mệt hơn và ngày hôm nay mệt nhất, thì lúc đó cái não của mình nó từ từ nó cái câu của mình nói nó sẽ dài ra. Mình không xài câu đơn giản nữa, mình sẽ xài những câu phức hợp lên. Alright. Như vậy tôi không nói chuyện với bạn về những cái vấn đề trong công việc. How do you say this in English? I don't talk
with you about problem. Very good. I talk with you about the problems. Trong công việc là Mia nhớ cái từ trong công việc là gì ạ? Work. Very good. Có khúc đầu Work. tiên. Chính xác. Có một khúc cuối cùng nữa. Trong công việc là gì Mia? Trong công việc là gì? Trong công việc mình hay thường thường học ấy. In working. No, never. Never think about that. Think about that for a few moments and then tell me. Tell me the phrase. What is it? Think about that. Trong công việc. And tell me the phrase. In the work. In the work, no. Đối ở đây. Đuối rồi, em đuối rồi đó Mia. Cho nên em mệt rồi đó, em mệt nên là não nó bị lát rồi đó. Phút này nữa thôi là xong ha. Trong công việc. At work, Mia please, at work. At work, Studying. studying, Study. study, Lesson. listen, Yes, talk to. talk to, No, cái này không phải là talk, talk, talk. Mia, please talk to. talk to, Talk to. talk to. Talk to. Talk to, Yes, talk to. talked to, Talk to. talk 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 to. Right, okay, 1, 2, 3. Talk to, talk to, talk to, talk to. Okay, let's go, Mia. Talk to, talk to, talk to, talk to, talk to. All right. Talk with, talk with, talk with. Talk with, talk with, talk with, talk with. Mia, show me your mouth. I need to see your mouth. Show me your mouth. I need to see your mouth, please. Mia, with. Cắn. No, thôi. Cắn lưỡi nha. Cái này cắn lưỡi không thổi hơi gió nha. With. Yes, with. Very good. Talk with, talk with, talk with. Mia, look at me. Don't look at your sister. Right? Talk with, talk with, talk with, talk with. Very good, right? Talk to và talk with nó sẽ xài hai cách khác nhau. Talk to is like I am talking to you right now, Mia. I am not talking to your sister. I am not talking to your mother, right? But talking with, for example, I talk with you about so many things in life and we are talking. We are listening to each other and we are sharing feelings with each other. Đây được gọi là talk with nhé. Như vậy talk to là khi mà mình muốn nhấn mạnh là cái người mà mình nói nên là mình đang nói chuyện với ai. Tôi nói chuyện với bạn mà tôi không nói chuyện với người khác là mình mới dùng từ talk to để nhấn vào cái đối tượng mà mình đang nói đến, right? Còn mà talk with là em đang nói là tôi và bạn đó đang chia sẻ với nhau, nói chuyện mà giống như tám á, nói gọi là tán gẫu hoặc là tám với nhau thì lúc đó người ta sẽ dùng từ talk with trong tiếng Anh. Còn talk to là bạn đang nói chuyện với ai, tôi nói chuyện với bạn, tôi không nói chuyện với người khác, mình đang nói về cái đối tượng, ok, cái đối tượng mà mình đang chia sẻ thì lúc đó người ta sẽ dùng từ talk to. Còn talk with là mình đang nói về cái nội dung mà mình tám, ok, mình nói với chuyện với người đó, nói qua nói lại thì người ta sẽ dùng từ talk with trong tiếng Anh. Alright, okay, Mia, how do you feel today, Mia? How do you feel today? Today I feel so tired. So what about you, Mia? How do you feel? How do you feel? How do you feel? Fine. No, don't give me a short answer like this, Mia.
You should give me a full, okay, a full sentence. So how do you feel today? How do you feel today? I feel normal. Oh, very good. You feel normal. You feel normal. And where are you right now? Where are you? Where are you right now? I am in my office. I am so alone in my room and I'm studying English with you. So what about you, Leah? Where are you right now? Where are you? I am in my sister's room. Very good. You are in your sister's room. Have you taken a shower, Mia? Have you taken a shower? Have you taken a bath? Have you taken a bath? Have you taken a shower? All right. I have taken a shower. I already take a shower. So what about you, Mia? Have you taken a shower? So what is it, Mia? I don't You don't know, or you are feeling so tired right now, and that is why, okay, you don't want to study anymore. All right. Well, Mia, don't eat. Stop eating cake. That is very bad. I don't like it. I don't like students, okay, when they study with me and they are eating something, it is very bad. Don't eat anything when we are studying together, right? Right here, we just, okay, stop studying. It's okay for you to eat. Why are you eating chocolate cake right now, Mia? Why are you eating chocolate cake? because I'm hungry. And have you had lunch with your family yet? Have you had lunch with your family? No. No. What time do you usually have lunch? What time do you usually have lunch? My What family time? not have lunch. My family eat in tonight. Okay. We don't say my family, okay, not have lunch. We don't have not in English, Mia. We have don't, doesn't. Please remember, do not, does not. We don't say not for action verb, right? I don't have lunch. It's not, I not have lunch, right? Do you understand me, Mia? Do you understand? Yes or no? Mia, do you understand? Yes, I understand. Yeah, yes, I understand. Okay, so I'm feeling so tired right now. Thanks a lot and have a nice afternoon. Bye-bye, Mia. See you.